Một ca khúc thường được viết ra để dành riêng cho một bộ phim, nhưng Can't Take My Eyes Off You lại sử dụng trong rất nhiều phim. Đây là một trong những ca khúc có sức sống lâu bền nhất của thập niên 60. Em quá tốt đẹp để có thể là hiện thực. Anh không sao rời mắt khỏi em. Em như thiên đường, anh chạm đến, anh muốn ôm em biết bao nhiêu. Cuối cùng rồi, tình cũng đã đến. Cảm ơn Thượng Đế, anh còn sống. Em quá tốt đẹp để có thể là hiện thực. Anh không sao rời mắt khỏi em. Can't Take My Eyes Off You lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1967. Bài hát được sáng tác bởi Bob Crew và Bob Cordio. Làm thế nào để anh quyết định được mình sẽ làm gì nhỉ? Vì tôi vừa khám phá ra là anh có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi cố gắng để làm mọi thứ. Tôi mong muốn được trở thành một kiến trúc sư. Và rồi tôi khám phá ra tình yêu âm nhạc. Vậy là tôi đã chuyển từ tạo ra những tòa nhà trở thành tạo ra những bản thu âm. Tính đến nay, bài hát này đã vang lên suốt gần 50 năm tại những sự kiện trang trọng như thảm đỏ hay tại những sự kiện cá nhân như lễ cưới. Có vô số những giọng ca đã từng thể hiện ca khúc kinh điển này. Vì vậy, đối với mỗi người nghe, họ có thể sẽ có những lựa chọn khác nhau về ca sĩ thể hiện nhạc phẩm xuất sắc này. Tuy nhiên, những ca sĩ thể hiện bài hát có thể già đi, thậm chí bị lãng quên. Nhưng bản thân bài hát là một nhạc phẩm kinh điển và không tuổi. Có thể bạn không thuộc lời, nhưng mỗi khi cụm từ quen thuộc này vang lên, phần lớn người nghe đều có thể lầm nhầm hát theo. Can't Take My Eyes Off You là một nhạc phẩm có ảnh hưởng lớn đối với đời sống văn hóa đại chúng. Có tới hàng trăm bản cover bài hát này với nhiều giọng ca và phong cách khác nhau suốt năm thập kỷ qua. Nhiều bản cover đã có được những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều nước. Nhạc phẩm này cũng thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Conspiracy Theory, Thuyết Âm Mưu năm 1997, nhân vật Alice, nữ diễn viên Julia Roberts, đang hát lầm nhầm theo lời bài hát Can't Take My Eyes Off You. Khi cô bị theo dõi qua ống nhòm bởi Jerry, nam diễn viên Mel Gibson. Khi đó Jerry cũng đang hát nhầm theo Alice. Ngoài ra, bài hát còn xuất hiện trong cảnh phim của hàng loạt bộ phim khác, có thể kể tới như Jersey Boys năm 2014, Son of the Mars năm 2005, Drop Dead Gorgeous năm 1999. Đặc biệt trong bộ phim 10 Things I Hate About You, nhân vật của nam diễn viên quá cố Heath Ledger đã biểu diễn nhạc phẩm này trong sân vận động của trường để lấy lòng cô gái mà chàng ta yêu mến. Màn biểu diễn xuất sắc của Ledger đã được đề cử ở hạng mục cảnh hát trong phim xuất sắc nhất của lễ trao giải MTV Movie Awards năm 2000. Sức sống của Can't Take My Eyes Off You nằm ở chính sự trẻ trung, tươi vui, tràn đầy năng lượng. Bài hát vẫn được yêu thích qua các thế hệ, đặc biệt là đối với thanh niên, bởi sự trẻ trung, tươi vui là điểm chung của những người trẻ. Những người lớn tuổi khi nghe nhạc phẩm này cũng tìm lại được những ký ức đẹp đẽ và một thời tuổi trẻ sôi nổi của mình. Còn quý vị có đang nhún nhảy theo nhịp điệu bài hát này không?